Làm gì khi cảm thấy chán nhong? Chào mừng quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ và tình yêu, nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Mọi mối quan hệ đều sẽ trở nên nhàm chán sau khi chung sống với nhau một thời gian dài. Tình yêu không chỉ là một cảm giác, đó là một cam kết chăm sóc nhau về mặt tình cảm, thể chất và tinh thần mỗi ngày, bất kể chúng ta đang cảm thấy thế nào. Ngày nay, người ta dễ dàng bỏ đi một mối quan hệ chỉ vì mọi thứ trở nên khó khăn. Đó không phải cách thực sự đúng đắn, một mối quan hệ bền vững đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, hạnh phúc chỉ là một cảm giác và cảm giác là tạm thời. Nếu là tình yêu thật sự, bạn sẽ yêu họ dù bạn đang cảm thấy ra sao. Hãy bắt đầu một điều gì đó mới mẻ trong mối quan hệ của bạn. Khi tình yêu của hai bạn bắt đầu trở nên khó khăn, đến một lúc nào đó bạn nhận ra mọi thứ xung quanh trở nên quá nhàm chán và quen thuộc. Chẳng may tình yêu không đủ lớn dẫn đến chia tay, ly hôn. Vậy làm cách nào để vượt qua giai đoạn chán nhau trong tình yêu? Làm cách nào để vượt qua giai đoạn chán nhau trong tình yêu là vấn đề của rất nhiều những cặp đôi. Cũng bởi tình yêu là những cung bậc cảm xúc khác nhau, không phải lúc nào nó cũng trải đầy những cánh hồng hạnh phúc. Cũng có đôi lúc cả hai cảm thấy nhàm chán, tình cảm không còn mặn nồng như ngày đầu tiên. Các giai đoạn chán nhau trong tình yêu, mỗi người sẽ có một hành trình tình yêu, một cách nhìn nhận tình yêu khác nhau và kết thúc khác nhau. Nhưng chung quy lại, để có một tình yêu đẹp, hai người yêu nhau cần trải qua nhiều giai đoạn. Đặc biệt là giai đoạn chán nhau trong tình yêu, hai bạn cần chú trọng khắc phục để vun vén tình yêu sau này. Theo tiến sĩ Susan Campbell khi nghiên cứu trên hàng ngàn cặp đôi, bà đã đưa ra kết luận hầu hết các cặp đôi khi yêu nhau đều phải trải qua 5 giai đoạn trong tình yêu. 1. Giai đoạn lãng mạn. 2. Giai đoạn xung đột. 3. Giai đoạn ổn định. 4. Giai đoạn gắn bó. 5. Giai đoạn hạnh phúc hoặc cùng tạo dựng. Tình yêu là một trong các yếu tố cần thiết đối với cuộc sống của mỗi con người. Mỗi người sẽ có mỗi cách yêu, mỗi cách cảm nhận khác nhau về tình yêu. Khi yêu, chúng ta luôn muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, luôn muốn duy trì một tình yêu lâu dài và hạnh phúc. Tuy nhiên, tình cảm và cảm xúc của con người có sự tác động mạnh mẽ bởi rất nhiều các yếu tố bên ngoài. Khi yêu, chúng ta không thể nào duy trì mãi một cung bậc cảm xúc, không thể lúc nào cũng vui vẻ, hài lòng và thăng hoa. Đồng thời, tình yêu là nhiều cảm xúc xen lẫn nhau. Có khi vui sướng, hạnh phúc nhưng cũng có lúc giận hờn, buồn chán. Sau giai đoạn hạnh phúc, tuyệt vời và đầy màu hồng thì các cặp yêu nhau cũng sẽ dần phai nhạt tình cảm và trải qua giai đoạn nhàm chán nhau, cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt trong chính tình yêu của mình. Vậy giai đoạn chán nhau thường xuất hiện vào thời điểm nào? Giai đoạn lãng mạn là giai đoạn lúc mới yêu, khi cả hai đều thấy hấp dẫn bởi đối phương. Bạn có thể bỏ qua nhiều thiếu sót của nhau mà chỉ tập trung vào những điểm tốt. Khi hai bạn đã bắt đầu hiểu rõ nhau hơn, những thông tin về người còn lại khiến cả hai say mê hứng thú và tình cảm đó thôi thúc hai người thường xuyên nhắn tin, nói chuyện để cảm thấy gần nhau hơn. Nhưng rồi khi yêu, sẽ có những thời điểm người ta cảm thấy chán đối phương của mình kinh khủng, điều mà họ muốn chỉ là thoát ra khỏi mối quan hệ đó. Giai đoạn chán nhau trong tình yêu thường diễn ra với những cặp yêu nhau từ nửa năm đến một năm đầu yêu nhau. Có thể lúc mới yêu, hai bạn chỉ thấy điều hấp dẫn của đối phương, bạn có thể bỏ qua những thiếu sót của nhau và chỉ tập trung vào những điểm tốt. Còn khi đã bên nhau lâu rồi, biết kha khá về đối phương rồi, bỗng dưng bạn thấy người mình yêu chẳng còn gì thú vị, hoặc thấy cả hai có quá nhiều điểm khác biệt về tính cách, hay đơn giản là bạn không còn thấy đối phương hấp dẫn để mình khám phá nữa. Giai đoạn sau trăng mật. Tuần trăng mật là một thuật ngữ quen thuộc thường được dùng cho những chuyến đi du lịch sau khi mới kết hôn, hoặc có thể ví von là những giây phút mới yêu của các cặp đôi. Lúc này cả hai bắt đầu bước vào thế giới của riêng mình, chìm đắm trong sự hạnh phúc với những cung bậc cảm xúc thăng hoa, lãng mạn. Cũng chính vì sự mới mẻ nên cả hai có xu hướng muốn khám phá về nhau, trao cho nhau những tình cảnh tốt đẹp nhất. Giai đoạn mới yêu hoặc mới chuyển từ yêu sang kết hôn sẽ vô cùng tươi đẹp. Nó tràn đầy sức sống và sinh động. Tuy nhiên, những cảm xúc tốt đẹp này chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian.
chúng ta rất khó để duy trì và cân bằng nó quá lâu. Sau khi những cung bậc tình yêu được thăng hoa thì cũng sẽ đến lúc nó dần suy giảm. Theo chia sẻ của các chuyên gia thì hàm lượng dopamine, một loại hormone khoái lạc, sẽ dần giảm đi theo quy luật tất yếu của cuộc sống. Bạn sẽ không còn cảm giác mới mẻ, không còn cảm thấy hấp dẫn như lúc mới yêu, và tất nhiên cảm giác quen thuộc sẽ khiến bạn dần trở nên nhàm chán. Giai đoạn vỡ mộng tính cách của nhau. Giai đoạn nhàm chán trong tình yêu thường xuất hiện ở giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn sau lãng mạn. Khi quen nhau và tìm hiểu nhau, cả hai thường xuyên quan tâm và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, từ phong cách ăn mặc, sở thích. Từ những điều này khiến cả hai càng say đắm và yêu thương nhau hơn. Tuy nhiên đến một mức nào đó, tình cảm của hai người trở nên nhạt dần. Ông bà ta thường bảo rằng đẹp khoe xấu che, chúng ta luôn có xu hướng thể hiện những điều tốt đẹp của mình ra bên ngoài. Để hấp dẫn và thu hút người khác thì chúng ta sẽ trau chuốt nhiều hơn cho bản thân, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Đồng thời, khi mới yêu bạn sẽ thường chỉ nhìn thấy những điểm tốt của người yêu, có thể dễ dàng bỏ ngoài tai những lời gièm pha bên ngoài. Tuy nhiên, bản chất sẽ không thể thay đổi được và mỗi chúng ta đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Sau một thời gian tiếp xúc và yêu nhau thì tính cách thật hay những thói hư tật xấu cũng sẽ dần được bộc lộ một cách chân thật. Cũng chính lúc này, cả hai không còn nhìn thấy sự hoàn hảo của nhau, thay vào đó là một phiên bản khác, có phần trái ngược. Hình mẫu lý tưởng dần bị sụp đổ, tình yêu cũng sẽ không còn tươi sáng như lúc ban đầu. Giai đoạn yêu nhau quá lâu, cảm giác mà các cặp đôi yêu nhau thấy nhàm chán nhất chắc có lẽ là do yêu nhau quá lâu. Dù là nam giới hay nữ giới thì chúng ta đều bị thu hút bởi những sự mới mẻ và thú vị. Cảm giác được chinh phục và khám phá những thứ bí ẩn bao giờ cũng hấp dẫn hơn. Chính vì thế, với các cặp đôi đã yêu nhau quá lâu thì sự thích thú đó sẽ dần bị phai nhạt. Cả hai đã biết quá rõ về nhau, hiểu về tính cách, thậm chí là những tật xấu của nhau. Cũng chính vì lẽ đó mà đôi bên dần trở nên nhàm chán, không còn hứng thú trong chuyện thể hiện tình cảm với nhau. Lý do gây nên nhàm chán trong tình yêu được nhiều người chia sẻ như: 1. Quá tuyệt đối hóa tình yêu. Đó là lỗi mà rất nhiều người đã từng mắc phải. Hãy thử coi tình yêu là một loại tình cảm bình thường thôi, chắc bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu bạn quá coi trọng thì mọi điều không hài lòng về mối quan hệ tình cảm sẽ khiến bạn rơi vào cảnh bứt rứt, khó chịu. Ngoài tình yêu ra, chúng ta còn rất nhiều mối quan hệ khác cũng cần được chú trọng, như tình thân, tình bạn. 2. Không biết tạo ra những điều mới mẻ. Càng yêu nhau lâu, càng cần biết cách làm mới tình yêu thường xuyên. Tình yêu sẽ vô cùng thú vị nếu như thỉnh thoảng hai người biết tạo cho nhau một vài ngạc nhiên nho nhỏ. 3. Không biết tìm niềm vui chung. Ai cũng dễ thỏa hiệp cho dù mình không thật thích lắm. Tại sao không chọn các môn thể thao hoặc xem phim, hay chỉ đơn giản là cả hai cùng dạo phố, lên cầu ngắm bình minh hay hoàng hôn? Những hành động chung này không chỉ làm tăng sự giao tiếp lứa đôi mà còn là yếu tố tinh thần giúp cho thời gian gần nhau của cả hai được dài ra. Nhiều người không đủ kiên nhẫn trong việc tìm thú vui chung, nên điều đó khiến họ thực sự bối rối khi tình yêu đi vào nhàm chán. Có ở trong giai đoạn chán nhau của tình yêu mới hiểu được cái bức bối của tình cảm. Nửa muốn dừng lại, nửa lại muốn tiếp tục. Đứng giữa ngưỡng cửa, có người chọn trải qua cùng nhau, có người lại chẳng thể chịu nổi giai đoạn chán nhau trong tình yêu mà quyết định rời xa nhau. Dù sự nhàm chán đến từ bất kỳ lý do nào, thì nó cũng là một dấu hiệu báo động đỏ trong tình yêu. Lúc này, cả hai phải thực sự tỉnh táo và bình tĩnh để có thể kịp thời điều chỉnh lại mối quan hệ của mình. Đừng để lún sâu vào cảm xúc tiêu cực này, hãy cố gắng đưa tình yêu của bạn trở về trạng thái cân bằng, để không gây ra những đổ vỡ đáng tiếc. Làm sao để vượt qua giai đoạn chán nhau trong tình yêu? Sự chán nản trong mối quan hệ là một hiện tượng phổ biến, có thể xảy ra với bất kỳ cặp đôi nào. Sự chán nản có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do thiếu sự mới mẻ và kích thích trong mối quan hệ. Để có thể giữ lửa cho tình yêu, giúp các cặp đôi dễ dàng thoát khỏi giai đoạn chán nhau thì bạn không thể bỏ qua các bí kíp dưới đây. 1. Tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Bạn sẽ không thể giải quyết tốt vấn đề nếu không thể xác định được nguyên nhân mà nó xuất hiện. Sự nhàm chán trong tình yêu cũng thế.
Bạn cần phải biết vì sao bản thân hoặc nửa kia cảm thấy chán ngán trong mối quan hệ tình cảm này. Vì thế, trước khi lo lắng tìm kiếm giải pháp thì bạn cần dành thời gian để hiểu rõ nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. 2. Cùng chia sẻ, trao đổi thẳng thắn với nhau. Để giải quyết vấn đề trong tình yêu cần sự cố gắng và nỗ lực của cả hai phía. Đôi bên cần phải gặp gỡ, trao đổi và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cả hai cần nói cho nhau nghe về cảm xúc của mình hiện tại và những mong muốn với đối phương. Chỉ có cách nói chuyện trực tiếp với nhau mới có thể cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc, tìm ra chìa khóa để giải thoát bản thân khỏi cảm giác chán nản trong tình yêu. Nếu cả hai thực sự còn tình cảm và muốn vun đắp cho mối tình này thì sự chung tay cố gắng sẽ mang đến một tình yêu đẹp. 3. Dành thời gian ép năm lại bản thân. Đôi khi cảm giác chán nhau trong tình yêu xuất phát từ việc cả hai đã ở bên nhau quá lâu, đã hiểu hết về nhau và hoàn toàn không có sự mới mẻ. Chính bởi con người thường yêu bằng mắt, bằng những sự đẹp đẽ mà cả hai dành tặng cho nhau. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức cũng có thể khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt và chán nản. 4. Tạm sống xa nhau một thời gian. Ai trong chúng ta cũng mong muốn dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và gần gũi với người mà mình yêu thương. Tuy nhiên, sự quan tâm quá nhiều đôi lúc lại trở thành một rào cản lớn. Nó khiến nhiều người cảm thấy ngộp thở vì cho rằng đó là sự kiểm soát. Lâu dần họ sẽ cảm thấy khó chịu và vô cùng bực bội. 5. Nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp. Cách tốt nhất để bạn thoát khỏi cảm giác chán nhau, đó chính là suy nghĩ về những kỷ niệm đẹp, những giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Trước khi bước đến thời gian nhàm chán, chắc hẳn cả hai đã có những cuộc sống vui vẻ, thoải mái và sống hết mình về tình cảm của nhau. 6. Làm mới tình yêu của bạn. Khi yêu nhau quá lâu, cả hai dễ hình thành cảm giác bị nhàm chán trước những điều quá đỗi quen thuộc. Những câu nói hỏi thăm hay những cử chỉ yêu thương đôi khi vẫn chưa đủ để duy trì ngọn lửa của tình yêu. Nếu hiện tại bạn đang cảm thấy chán nản trong tình yêu, thì cách tốt nhất là hãy tô màu thêm cho mối quan hệ này. Cả hai có thể cùng nhau đi du lịch, tạo nên những thói quen mới hoặc cùng nhau tham gia vào các hoạt động thú vị để tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu trước đây bạn chưa từng nấu ăn cho người ấy, thì bây giờ hãy thử dành một ít thời gian để nghiên cứu, trổ tài nấu nướng một món ăn mà người ấy yêu thích để tăng hương vị và sự gắn kết cho tình yêu. Nếu cả hai không biết tạo điểm mới, cứ duy trì sự nhàm chán này thì cuộc tình nhanh chóng tan biến, tình yêu tan vỡ trong chớp mắt. Và nếu không vượt qua được các giai đoạn trong tình yêu, thì dù ở cuộc tình nào, chia ly là điều khó tránh khỏi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng phần nào sẽ giúp mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn trong tình yêu. Nếu bạn thích video này, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.